Hôm nay mình sẽ cùng nhau luyện tập và làm đề Kari Ưn Tên số 1, câu số 1. Odan Hodo ya Jitensha Odan Tai to sono te mae kara 30 metru inai no basu de wa hoka no kuruma o oikoshitari oinuitari shite wa naranai. Geisha ryo wa nozoku. Câu này là đúng vì cách lối sang đường của người đi bộ và xe đạp 30 mét thì chúng ta không được vượt. Câu 2. Hoko sa sen yo doro wa endo ni sako o motsu kuruma de areba geisatsu sōchō no kyōka o ukenakutemo tsūkou surukoto ga dekeru. Câu này sai bởi vì đường dành riêng cho người đi bộ. Những xe mà được sự đồng ý của sở cảnh sát thì mới được lưu thông. Câu 3. Zōkō shiyō to suru toki no aizu no jiki wa zōkō shiyō to suru toki ni aizu o shinakereba naranai. Câu này đúng bởi vì khi chúng ta dự định giảm tốc độ thì phải ra tín hiệu. Câu 4. Kono hiyoshiki ga sekki sarete iru doro de wa mitoshi no yoi doro de areba hamidashi kata o dekiru dake sukunaku shite osoi sarryō o oikosu koto ga dekiru. Câu này sai bởi vì khi gặp biển báo dù có tầm nhìn tốt, nếu vượt xe khác cũng không được lấn sang làn đường bên phải. Câu 5. Rosen basu ga hoko shijiki de hatsin no aizu o shiteiru toki wa koho no kuruma wa kyu breki ya kyu handoru de sakenakereba naranai bai o nozoite sono hatsin o samatagete wa naranai. Câu này đúng bởi vì khi thấy xe buýt ra tín hiệu xuất phát thì không được làm cản trở đến việc xuất phát của xe buýt, trừ trường hợp là để tránh phanh gấp hoặc là đánh lái gấp. Câu 6. Kono hiyoshiki wa hidari kabu o arawashiteiru. Câu này sai, biển này là biển cấm lưu thông ngoài cái hướng mà biển đã quy định. Câu 7. Shiro ya ki no tsue o motta hito ya sono tsuko ni shiso no aru koresa ga tsuko shiteiru bae ni wa arakajime sono te mae de gensoku shi kore ra no hito to の間に一定の間隔を空けて通行しなければならない。Câu này sai bởi vì trong trường hợp gặp người cao tuổi hoặc là người khuyết tật cầm gậy trắng hoặc gậy vàng ấy thì chúng ta phải zoko giảm tốc và giữ khoảng cách an toàn, chứ ở đây là gensoku là sai. Câu 8. Kono hiyoshiki wa shinko hoko betsu tsuko kubun o arawashiteiru. Câu này đúng, đây là biển chỉ dẫn hướng đi đã được phân làn. Câu 9. Kono hiyoshiki wa gakko yochien oiku soto ga aru node chui shite tsuko shinakereba naranai. Câu này đúng, đây là biển báo có trường học hoặc là công viên nên chúng ta phải chú ý. Câu 10. Kari unten menkyo de gendoki tsuki jitensha o renshiu no tame unten surukoto ga dekiru. Câu này sai bởi vì bằng tạm thời chúng ta không thể lái xe gendoki tsuki. Câu 11. Kanzo kousaten o deru toki ni aizu o suru baso wa deyo to suru chiten no tsukuzen no deguchi no sokuho o tsukashita toki kanzo kousaten ni haitta sokugo no deguchi o deru baso wa sono kanzo kousaten ni haitta toki de aru. Câu này đúng bởi vì khi định ra khỏi vòng xuyến thì chúng ta phải ra tín hiệu trước cái lối mà chúng ta định ra. Câu 12. Jidosha o unten shiteiru toki ni doko o hashiteiru no ka wakaranaku natta node kanabigeson sōchi o chiushi shinagara sōkō shita. Câu này sai bởi vì khi chúng ta mà không biết đường mà nhìn chằm chằm vào cái máy điều hướng thì sẽ rất là nguy hiểm. Câu 13. Odan hodo no nai kousaten ya sono chikaku o odan shiteiru hokousa ga iru toki wa zōkō ya ichiji teshi o suru nado shite sono hokousa no tsūkō o samatagete wa naranai. Câu này đúng vì khi có người đi bộ đang băng qua đường ở ngã tư mà không có lối sang đường thì chúng ta phải giảm tốc hoặc là dừng, không làm ảnh hưởng tới cái việc băng qua đường đó.
14. この標識のある場所を通行する場合は、たとえ危険がない場合であっても、必ず警音器を鳴らさなければならない。câu này đúng vì khi gặp biển báo này cho dù không có nguy hiểm thì cũng bắt buộc phải bấm còi. câu 15. この標識は原動機付き自転車は右折するとき、あらかじめ道路の中央により自動車と同じように右折しなければならない。環状交差点は考えないものとする。câu này đúng bởi vì khi gặp biển báo này thì chúng ta phải rẽ giống ô tô, không được rẽ hai giai đoạn. câu 16. 道路に面した場所に出入りするため、歩道や路側帯を横切る場合には原則して歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。câu này sai vì khi mà chúng ta cắt ngang đường đi bộ thì chúng ta buộc phải dừng ITGTC chứ ở đây là ghen số cự là sai. câu 17. Automatic 車四輪車でエンジンをかけるときはハンドルブレーキを引いてあるかチェンジレバーは P の位置にあるかを目で確認してブレーキペダルをしっかり踏んだままエンジンを始動するのが良い。câu này đúng bởi vì khi khởi động xe chúng ta phải kiểm tra xem cần số có ở vị trí P, phanh tay có được kéo hay không và phải đạp phanh hẳn hoi. câu 18. 警察官の停信号と信号機の灯火の色が異なるときは信号機の信号を優先する。バツです。câu này sai. phải ưu tiên tín hiệu của cảnh sát. câu 19. 自動車を運転中に同乗者がいる場合、同乗者が不用意にドアを開けないように注意しなければならない。マルです。câu này đúng. vì khi lái xe chúng ta cũng phải chú ý những người lên cùng xe vô tình mở cửa. câu 20.この標識は前方の信号が赤色や黄色であっても自動車や原動機付き自転車は歩行者など周りの交通に注意しながら左折しても良い。これは×です。これは sai。これは biển báo đường một chiều。các bạn tránh nhầm lẫn giữa biển báo đường một chiều và biển được rẽ trái。hai biển này nó na ná giống nhau nên các bạn phải để ý nha。câu 21.停止位置とは停止線のあるところでは停止線の直前という停止線のないところでは交差点や横断歩道自転車横断帯が踏切のあるところではその直前が停止位置である。まるです。câu này đúng. nếu dừng ở những nơi có vạch thì phải dừng trước vạch, những nơi không có vạch thì chúng ta phải dừng trước ngã tư hoặc lối sang đường hoặc là rào chắn đường tàu.câu 22. 携帯電話は車の運転を始める前に電源をオフにするかドライブモードなどにして呼び出し音が鳴らないようにしなければならない。câu này đúng vì trước khi lái xe chúng ta phải để điện thoại ở chế độ lái xe hoặc là tắt nguồn. câu 23. この図のように左側部分の幅が6メートルの道路では追い越しをするときに右側部分にはみ出して通行しても良い。これは sai. đường bên trái rộng 6 mét có vạch liền màu trắng thì khi vượt chúng ta cũng không được lấn sang đường bên phải. câu 24. 見通しの悪い交差点や曲がり角上り坂の頂上付近では警音器を鳴らさなければならない。câu này sai. ở các ngã tư có tầm nhìn kém hoặc các góc cua và đỉnh dốc thì chúng ta phải giảm tốc Joko chứ không bấm còi. 25. この標識のある道路では自動車は通行することができないが原動機付き自転車は通行することができる。câu này đúng. biển áp dụng cho 自動車原動機付き có thể lưu thông. câu 26.横断歩道のない交差点やその近くを歩行者が横断しているときは警音器を鳴らして立ち止まらせて通行できる。
Này, người đi bộ đang băng qua đường ở ngã tư không có lối sang đường thì chúng ta vẫn phải nhường đường, không được bấm còi. 27. Sayu no mi toshi no kikanai kosaten shinkoki nado ni yori kosu seriyu ga okonawariteiru bai ya yusen doro o tsukou shiteiru bai o nozoku magari kado nobori zaka no chozo fukin koubai の急な下り坂は走行しなければならない。Câu này đúng. Ở những ngã tư có tầm nhìn kém này, những góc cua, đỉnh dốc hoặc là xuống những cái dốc cao thì chúng ta phải giảm tốc. Câu 28. Kari unten menkyo so de unten renshiu suru bai ni wa dai ni shiu menkyo o souji suru hito ni dozo shite morai shiro o ukete renshiu suru koto ga dekiru ga.その人の経験や年数に関係なく運転することができる。Câu này đúng trong trường hợp luyện tập với bằng lái tạm thời, người mà chỉ dạy có bằng lái loại 2, Dainichiu Menkyo thì không cần kinh nghiệm hoặc là độ tuổi. Câu 29. この標識は一方通行の道路の出口に表示され、車両進入禁止を示している。Câu này đúng, đây là biển 車両進入禁止, cấm các loại xe đi vào.Câu 30. 一方通行の道路から右折するときは、道路の右端により交差点の中心の内側を走行しながら通行しなければならない。環状交差点は考えないものとする。Câu này đúng khi rẽ phải ở đường một chiều, chúng ta phải áp lề bên phải và đi với tốc độ chậm ở trung tâm ngã tư. Câu 31. 上州席のエアバッグを備えている児童さんの上州席にやむを得ず用事を労働させるときは座席をできるだけ後ろに避けチャイルドシートを前向きに固定して使用させることが大切である。Đúng vì khi cho trẻ nhỏ lên xe chúng ta phải dùng ghế hỗ trợ kéo ghế ngồi về phía sau và cố định ghế hỗ trợ lên đằng trước. 2. Rojo de renshiu nado no tame ni ogata jidosha, chugata jidosha matawa futsu jidosha o unten suru bai wa sono jidosha no shurui ni oujita kari unten menkyo ga hitsuyou de aru. Câu này đúng. Để luyện tập trên đường, chúng ta phải có bằng lái tạm thời. Câu 33. Seat belt wa kotsu jiko ni atta bai no higai o ハーバーに軽減するとともに正しい運転姿勢を保たせることにより運転中の疲労を軽減するなど様々な効果がある。Câu này là đúng. Dây an toàn sẽ làm giảm mệt mỏi khi lái xe, giữ đúng tư thế lái và giảm thiệt hại khi gặp tai nạn. Câu 34.普通免許では乗車定員10人以下の自動車を運転することができる。Câu này đúng. Với bằng lái phổ thông thì chúng ta được chở dưới 10 người. Câu 35. 後方の自動車が追い越そうと速度を上げているときは前方の自動車を追い越してはならない。Câu này đúng. Không được vượt xe phía trước khi xe phía sau đang tăng tốc để vượt.Câu 36. この標識は直進や左折をしてはいけないことを表している。Câu này sai. Đây là biển 車両横断禁止. Sẽ không cấm đi thẳng và rẽ trái. Câu 37. 仮運転免許を受けた者が練習のため大型自動車、中型自動車または普通自動車を運転するときはその車を運転することのできる。第一週免許を3年以上受けているものや第二週免許を受けているものなどを運転席の横に乗せその指導を受けながら運転しなければならない。Câu này đúng. Người có giấy phép bằng lái tạm thời có thể lái xe ô tô hạng thường, hạng trung hoặc là hạng to khi mà có sự chỉ dẫn của người có bằng lái loại 2 hoặc làloại 1 và có kinh nghiệm trên 3 năm. Câu 38. この信号機の信号に対面する自動車は交差点の直前で一時停止し安全確認後右折することができる。Câu này sai.
rẽ phải theo hướng mũi tên xanh, không cần phải dừng tạm thời. Ichijiteshi no hitsuyo wa nai. Câu 39. Nori ori no tame ni teishi shite iru tsugaku tsuen basu no soba o tsukou suru toki wa zoukou shite anzen o tashikame nakereba naranai. Câu này đúng. Khi đi ngang qua xe buýt trường học đang dừng để lên xuống, chúng ta phải đi chậm và xác nhận an toàn. Câu 40. Anti-lock brake system o sonaeta jidosha wa brake o fumu to doji ni brake ga kiki hajimeru node kusou kyori wa nai. Câu này sai. Xe có trang bị hệ thống chống bó cứng phanh thì vẫn có khoảng cách chạy tự do, vì khoảng cách chạy tự do là từ lúc chúng ta cảm nhận được nguy hiểm tới khi đạp và phanh bắt đầu có tác dụng. Câu 41. この2つの標識の組み合わせは 50km の速度を超えて追い越すとき、多少のはみ出しは良いことを表している。Câu này sai. Biển bên trên là tốc độ tối đa 50km, biển bên dưới là vượt nhưng không được lấn sang làn đường bên phải. Câu 42. この図のような専用図答えは路線バス、高型特殊自動車、原動機付き自転車、軽車両を除く他の車は通行してはならない。Câu này đúng. Xe buýt, xe chuyên dụng cỡ nhỏ, xe kiên trúc kỳ, xe đạp thì có thể lưu thông ở làn đường này. Ngoài ra thì những xe khác không thể được lưu thông ở cái làn đường chuyên dụng này. Câu 43. Kuruma wa koromo ga hitori de arite iru soba o tsukou suru toki wa zokou ka ichiji teshi o shinakereba naranai. Câu này đúng. Ô tô phải đi chậm hoặc là dừng khi đi ngang qua đứa trẻ đang đi bộ một mình. Câu 44. Shitobelto wa jisoku 30km ika de sokou suru toki ya chikaku ni kaimono ni iku toki wa chakuyō ga menzō sareru. Câu này sai, bắt buộc phải thắt dây an toàn. Câu 45. Kono hyoshiki no aru senyō tsukutai de wa rōsen basu wa mochiron gendoki tsuki jitensha to kō gata tokushū jidōsha oyobi keisha ryō wa tsukō suru koto ga dekiru ga ippan sha wa roro kōji nado de yamu o enai bai ya ūsasetsu suru toki no hoka wa tsukō shite wa ikenai. Câu này đúng, chúng ta không được đi vào làn đường có biển báo này trừ trường hợp không thể tránh khỏi hoặc rẽ trái rẽ phải. Câu 46. Kono roro hyōji wa anzen chidai o arawashite iru. Câu này sai. Đây là Teshi Kinshi Bubun, cấm dừng. Câu 47. Kono hyoshiki wa gendoki tsuki jitensha no tsuko wa kinshi sarete inai. Câu này là sai. Gendoki tsuki cũng không được lưu thông khi gặp biển báo này. Câu 48. Sasetsu ya usetsu to tenkai no aizu no jiki wa sono koi o shiyou to suru toki no yaku 3 myō mae de aru. Kanzō kōsaten wa kangaenai mono to suru. Câu này sai, thời điểm ra tín hiệu để rẽ trái, rẽ phải hoặc quay đầu là cách 30m chứ không phải là 3 giây. 49. Hyoshiki ya hyoji de kisei sarete inai ippan roro no futsu zōyō jidōsha no saikou sokudo wa jisoku 60km o oete sōkou shite wa naranai. Câu này đúng, khi không có biển báo thì tốc độ tối đa là 60km/h đối với các loại xe, đối với Genjiki thì là 30km/h. Câu 50. Kono shingoki no shingo ni taimen suru kuruma nado wa teishi ichi de ichiji teishi suru to tomo ni gousa suru roro o tsukou suru kuruma no shinkou o samatage te wa naranai. Câu này đúng, đèn đỏ nhấp nháy bắt buộc chúng ta phải dừng ichiji teishi. Trên đây là những câu hỏi thường được ra ở những bộ đề thi của các trung tâm. Hy vọng nó sẽ có ích cho những ai đang có ý định học bằng lái xe ở Nhật. Nếu các bạn thấy video này bổ ích, hãy cho mình một like, một share và đăng ký kênh để ủng hộ và đón xem những video, những bộ đề mới nhất. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại.